Đâu? Thế súng mới của cậu đâu? Súng mới của tớ ở đằng sau lưng tớ đây này. Cậu bỏ ra trước đi. Cậu bỏ ra trước đi. Tớ xem nào. Cậu bỏ ra đi, tớ xem nào. Xem nó lợi hại như nào nào. Cậu bỏ ra đi. Cậu bỏ ra trước đi. Bỏ ra trước đi. Không, cậu bỏ ra đi đã. Thế bây giờ 1 2 3, hai đứa cũng bỏ nhá. 1 2 3. Ui giời ơi, tưởng là súng của cậu thế nào. Hóa ra cái súng bé tí tí tí. Nhìn thế này, cậu nhìn thấy chưa? Nó phải to như này, cái băng đạn vòng tròn nó như thế này này, bắn. Đây. Đây, như thế thì nó bắn nó mới mạnh chứ. Cái súng bé như của cậu thì có gì. Súng này của tớ á, là đạn liên thanh đấy. Bắn một phát á, được bao nhiêu viên ra luôn. Chứ ai như súng của cậu ấy, chỉ bắn được mỗi một viên. Nhìn sức mạnh của súng của tớ này. Đấy, cậu thấy sức mạnh của súng của tớ như thế nào chưa? Bắn một cái nha mà bao nhiêu chuột chạy toán loạn luôn. Nói chung ý, là súng của cậu vẫn không mạnh bằng súng của tớ. Súng của tớ vẫn là vô địch. Còn lâu nhá, của tớ mới là vô địch. Của tớ, của tớ, của tớ. Của tớ, của tớ, của tớ, của tớ. Ui trời ơi, thế nào mà để gãy cả súng ra rồi này các bạn ơi. Súng gì mà súng đẻo à? Không phải gãy, không phải gãy. Mà là nó bị trượt cái con ốc này ra thôi. Này, lắp lại như thế này là được luôn này. Thôi, bây giờ không tranh luận nữa. Muốn biết súng của ai mạnh hơn thì tổ chức cuộc đi săn đi. Nếu như ai săn được nhiều đồ hơn thì người đấy sẽ là người chiến thắng, súng của người đấy mạnh hơn. Chơi thì chơi, tớ sợ gì. Cái gì để săn để cho bạn trang bạn hết tinh tướng nhỉ? Con chim hay con gì không nhỉ? À, đây rồi, đây rồi. Giơ tay lên. Giơ hai tay lên chưa? Nani? À, đây là một con cua. Ô, lạ chưa này. Con cua này, nó có con cua con ở dưới này. À, thì ra trong cái bụng này của bạn này là cua đang mang bầu. Thôi được rồi, tớ tha cho cậu đấy. Con cua bé thế, chắc bạn Trang kiểu gì bạn ấy cũng không phục đâu. Mình phải đi mình tìm được cái con gì nó thật là to, mình săn về cho lạc mắt luôn. Xung quanh khu rừng này, không biết có con gì không. Tiếng gì ở phía trước ấy nhỉ? Con gì kia? Ui, con này là con gì mà sao nó lại nhiều răng thế kia nhỉ? À, được rồi, con này cũng to đấy. Để mình sẽ ra mình săn con này mới được. Hình như đây là một cái cây ăn thịt, chứ không phải là con gì. Nó chạy thôi, đuổi theo thôi. Vừa đấy nó chạy đi đây. Mà đâu mất rồi nhỉ các bạn nhỉ? Ấy ôi bỏ. Mình vừa ấy đuổi bắn nó mấy phát vào người rồi mà nó vẫn còn chạy được. Lạ thật đấy, không biết nó chạy đi đâu rồi. Bực thật đấy, cái con này nó chạy nhanh thật. Tưởng nó bắt được rồi, thế mà cuối cùng lại để cho nó chạy mất. Bây giờ lại phải đi tìm con khác thôi. Cái gì đấy? Thì nó rơi đầu này. Eo ơi, cái gì đấy? Sao lại rơi từ trên cây xuống nhỉ? À, thì ra là nó trốn ở đây. Con này, cái cây ăn thịt này, là tưởng nó chạy đi đâu, thì ra lại trèo lên cây này, xong lại ăn mấy cái quả này, thế là làm rơi xuống đầu ta. Ta biết rồi nhá. Này, xem người chạy đằng trời. Đây rồi, đây rồi. Trốn thế nào được mà trốn. Cuối cùng cũng bắt được người rồi. Wow, cái cây ăn thịt này to đấy các cậu ơi. Ấy, nhìn này, cái răng nó còn như thế này cơ mà. Bắn ngập phát được gãy hết cả răng luôn. Quả này á, về bạn Trang kiểu gì cũng thua thôi. Đi về thôi. Wow, mấy cái bông hoa xấu hổ này đẹp chưa các cậu ơi. Nhìn lá của nó này. Đấy, lá xấu hổ khi nào mà chạm vào là các bạn ấy xấu hổ, các bạn ấy sẽ cụp lại như thế này này. Có cái gì đang rung rung ở trong bụi cây kìa. Chắc là một con thú rất là to. Quả này mà săn được cái con này về thì bạn nhím chắc chắn sẽ thua tớ cho mà xem. Rung rung thế này thì chắc là con này nó to lắm các cậu ạ. No.
Thế mà nó vẫn đuổi được mình. Húc một cái mà tớ bay cả lên trên cái cây này á. Cây này là cây gì đây? Bây giờ làm thế nào để xuống được nhỉ? Chả nhĩ, mình lại thua bạn nhí mà. Ôi, trèo mãi mới xuống được bên dưới. Ván này chắc phải tìm con gì bé hơn để săn mới được. Chứ con to như thế này thì không ham được đâu các cậu ơi. Lại húc như cái con tê giác thế này thì chết. Con cá sấu này, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi nước này của ta. Ui giời, bạn Trang đi lâu thế mà chả thấy quay lại. Cái súng bé này thì làm sao mà săn được cái gì được. Tớ gọi tên tớ à? Cậu nhìn thấy chiến lợi phẩm của tớ như thế nào? Cái gì đây? Biết con gì đây không? Con này là con gì đây? Con cá sấu cậu ơi. Con cá sấu này, nó sổng chuồng. Nó định ra nó ăn thịt các bạn con vật ở cái khu vườn kia kìa. May mà tớ bắt được nó đấy. Thế còn cậu săn được cái gì rồi? Cái này này, cậu có biết đây là cái gì không? Wow. Một cây hoa ăn thịt đây. Đúng rồi, cái cây ăn thịt đấy. Cái con gì á mà đi xung quanh nó là nó sẽ ngậm cái răng này vào này, nó đớp vào luôn. Ui, nhìn thấy chưa? Thế mới kinh đấy. Con này nó chạy hơi bị nhanh nhá, xong nó còn treo được cả lớp cây. Thế nhưng mà tớ bắt được nó rụng luôn. Thế thì ai cũng săn được một món đồ rồi. Vậy ai là người chiến thắng? Cả hai người cùng săn được đồ. Thế thì coi như ván này hòa đi. Coi như cái súng của cậu mạnh bằng súng của tớ đây. Nhưng mà cậu có nghe thấy cái tiếng gì ở đâu không nhỉ? Hình như tớ nghe thấy có tiếng súng của ai đấy vang vẳng đâu đây cậu ơi. Đấy, tiếng bắn mạnh lắm cậu ơi. Phát ra từ đằng kia kìa. Đi lại đấy đi. Ui, wow, ai kìa? Người nhện cậu ơi. Người nhện á? À, người nhện đang cầm súng bắn kìa. Con kia là con gì kia? Con kia. Đầu thì như là cái cậu ơi. Nhưng mà chân thì lại giống như là chân cái con nhện chúa ấy cậu ạ. Hay là yêu quá nhện? À, tớ biết rồi. Đây gọi là nữ vương nhện. Đây là người xấu rồi. Còn... nữ vương nhện á? Đúng rồi, người nhện đang bắn nhau với cả nữ vương nhện kìa. Thế nhưng mà súng của người nhện nhỏ như thế kia, tớ nghĩ là có khi chúng mình phải ra yểm trợ, hỗ trợ cậu ý. Tớ với cậu, mỗi người bên, ra hô cho người nhện đi cậu ơi. Đi thôi. Wow, cái con nữ vương nhện này, người nó to khổng lồ luôn cậu ơi. Người nhện ơi, bắn đi. Đúng rồi, còn đấy làm sao mà đỡ được cả ba người cùng bắn thế này nữa. Tiêu diệt được nó rồi, còn mình đi về thôi.